Mới ngon hả chị? Mới hả chị? Trời ơi, cái đó mà còn không? Nay chức là đem 1000 tờ luôn á chị. Vui vẻ đi. Vui vẻ đi. Vui vẻ ông quạo à. Đi con. Không ai đẹp trai chứ. Đó anh. Đâu anh nào đẹp trai chỉ điểm đây đi. Ai, ở đây ai cũng đẹp hết. Hỏi cho đàng hoàng kỹ cho đúng người. Ở đây ai cũng đẹp hết. Số mà mua bài mà vậy mà chính số giả số thiệt à? Đúng không? Đúng đi dành bán đi. Rồi dành đi. Đâu số là chúng đâu? Số là chúng. Đây mua rồi. Anh mua ở đây. Mẹ không mua số nè. Đúng không? Đây con gớt hàm răng nha con hết. Gớt hàm răng nha chứ. Ông bà nghe nói gì chất đẹp gái, chất làm gì ta? Làm gái. Làm gái đâu? Cái này. Hồi xưa hồ khi kỹ giờ đổi qua đây rồi anh. Hồ khi kỹ. Chợ hoa. Một ngàn tờ. 9, 10. Rồi lấy hết ống này luôn. Đếm lại em quen nha. 101. Hơn 100 đi. Phải tặng anh luôn á, anh đẹp trai tặng anh luôn á. Đúng rồi, đẹp trai rồi. Tặng đi. Cái mày mặt không có vui vẻ gì chứ. Không vui á, bán số không vui. Trời ơi, bán số chết. Bán số bữa giờ chưa thấy ai chúng độc đắc luôn á anh. Có 1 tờ à. Cho 3000 đi. Cho vô luôn em. Nè vô chụp hình cái gì chứ ơi. Chụp hình trước cái đi. Chứ. Đưa vô chụp hình cái đi. Nè. Tạo dáng đi chứ. Tặng nè. Bây giờ là bà nổi hơn hồ hộp hà luôn á. Đá luôn nha mọi người. Chú mở uống luôn. Một lốc là 11 tờ đó chị. 120. Cái gì 10 tờ gì 101. Đây ló cho bà ơi, lại. Còn tiền trong túi không? Chào mọi người đi chứ.
Chào mọi người, Lan Quy phường 258. Sáng có phở giờ hết rồi. Đúng rồi, đó, lấy hết rồi. Giờ có gì? Có cái gì gạch ra la 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 la. Có bài, có bản đàng hoàng. Ui chứ chắc chiều chứ không có ăn cơm hả? Muốn qua đây mua cơm cho ăn, cơm chay. Ăn chay được tốt mà chứ. 22 ngàn. Có bớt không? Có bớt 2 ngàn sao? Có 2 ngàn à. Bớt cho khách mở hàng cho xuân sẻ chứ. Có giờ dán không? Mua 200 ngàn giờ dán hả? Trời ơi. Giờ dán 200 ngàn. Đúng rồi. Đây. Đúng ha. Cái kèo còn tiếng Anh. Tiếng nào chứ cũng chơi được á. Đó rồi. Mày số cũng bất lộn quá vậy. Mua với số không? Mày lấy số giống bún lộn rồi chứ. Rồi muốn tạo thôi. Chắc anh đó đẹp trai chứ. Đó anh trước mặt á. Hai anh lựa anh nào đi. Vô trai vô pha em phải vô nào. Cái đầu có chiếc keo không sao giận dữ vậy. Lâm lên chưa? Chưa. Lâm chắc cỡ 7 giờ mới lên. Mười tờ. Trăm mốt. Đi xô rồi không? Đi bằng ngoại của Phương dữ luôn Phương. Đưa đủ rồi, trời ơi, nay gặp trai đẹp. Này nữa. Chớ anh, chớ không? Vô, giờ vô nó giật nữa. Chớ anh đẹp trai chưa? Chớ anh ngồi nó chán. Chớ cái gì? Chớ anh. Đưa số thưởng không? Tới giờ có ai mua chúng độc đắc gì chứ? Lắc đầu mà trong ngậm ngùi luôn. La. Nó kiếm Campuchia gì chứ? Con
nhiêu hả bả kìa? 11 ngàn tờ. Mai có cuối mà. Nào chị Trúng á, mai chị qua gặp chị Chức, chị Chức đổi. Hoàng vé là kiếm ai hoàng vé? Trời ơi, hoàng vé có mấy tờ mà ra tới đây? Anh ơi, dân nghe làng phố phường là chị Chức lên phường hả? Đúng rồi, chuẩn bị lên phường rồi. Có tối tay chị. Bán cái số giả anh ơi. Cái số kia có số nào? Đúng rồi, có 20 rồi chứ. Mượn cái số kia lên. Chết. Con lấy bạn. Chết ơi, chết bán số đại gì vậy? Thành phố chứ gì? Của anh lấy nhiêu cờ anh? Ba cờ sĩ không? Ba cờ có 17 ngàn luôn gì chứ ơi. Lát bán con cái gì chứ? Con chưa có đó. Mai chị lên xem chị thấy gì? Rồi ví số mà bỏ bọc đen là hiểu rồi, không dám bỏ bọc trắng. Bán số giả hay gì? Bán giấy dọn. Thôi công an xuống rồi. Bán giấy dọn luôn hả? Sống chết luôn á, đụng vô là sống chết luôn á. Số quá trời rồi chết. Nè chết. Coi ngày coi tháng nha chị. Lấy số giả hả? Nhiều khi năm sau mới sổ đó chị. Không để bao đỏ nó mới lọc mới phát tài chứ ơi. Lại la. Mấy bữa nào không đi đâu à? Bữa nào không đi đâu vậy? Chị mà anh không qua đây ngồi thăm gì trước, tâm sự gì trước phải không? Uống cà phê đâu nhớ gì trước đâu. Giờ qua quay gì trước. Ở hai vùng clip với con bơm. Vùng clip kiểu gì? Lọt khe hay là lưới? Cái kênh gì đâu rồi. Hân không? Đi chơi rồi. Ê, nó có quán phải không nữa rồi. Con đi qua bờ đi vậy? Qua ngồi uống nước chứ. Rồi khách bán hết chưa chứ? Hết rồi, bán hết rồi.